Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Chobit Martinez, một dòng xe đã rất là quen thuộc với các bác xem kênh em lâu rồi. Một model xe về rất là nhiều, nhưng mà hôm nay em về một chiếc xe màu chủ đạo là tông màu xanh, rất là hiếm về, hầu như là rất ít khi về cái màu này, một cái màu rất là hiếm. Đấy, thì xe thì được vẫn giữ được cái cấu hình như những chiếc xe trước thôi, là bộ chuyển động Shimano DOG, mũi đĩa trục rỗng bánh 26 inch và cụm phanh dầu Magura, là tất cả những đồ trang bị là nguyên zin theo xe hết. Đấy, khung nhôm và nước sơn nguyên bản. Đấy, toàn bộ là zin hết 100% các bác nhé. Khung nhôm sử dụng nhôm 6061 này. Đấy, còn là nhôm rất là bền. Nước sơn nguyên bản và xe thì còn giữ cái độ mới nó tương đối là tốt, hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể trên khung cả. Đấy, chỉ có những cái vết xước răm thôi, xước nhỏ xước răm do quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về mà không thể tránh khỏi. Còn lại thì từ tông màu sơn các thứ đến bộ chuyển động rồi đùi đạp và các nó còn rất là đẹp, lốp Kenda còn rất là mới. Bánh là 26 inch. Máy Roytec bi vòng. Máy này cũng zin theo xe luôn các bác nhé. Và bộ chuyển động Shimano DOG với 10 tầng lip và 3 tầng đĩa thì đạp trục rỗng cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Thì trục rỗng đùi này cũng đùi zin này. Zin hết 100% luôn nhé. Tất cả phụ tùng đồ đạc đều nguyên zin. Trên phần ghi đông thì cũng được trang bị cái bấm xả Shimano DOG. Bấm xả DOG và cụm phanh dầu của Magura. Một dòng phanh dầu của Ý, hãng của Ý và rất là ngon trên thị trường. Các bác mà dùng qua cái sản phẩm này rồi thì cũng rất là thích, không muốn đổi sang Shimano đâu. Dòng Magura này phanh rất là ăn. Đấy, tất cả phụ tùng còn rất là đẹp, hầu như là rất ít xước xác. Giảm sóc dầu theo xe, giảm sóc dầu và có một cái khóa hành trình giảm sóc luôn ở trên tay lái này, rất là tiện lợi. Máy trước cũng là máy Roytec bi vòng. Chủ cũ có để lại cho xe một cái pedal của Yogu. Yogu là một hãng sản xuất pedal của Đài Loan và rất là nổi tiếng ở trên thị trường. Để lại cho xe một đôi bi vòng, Yogu bi vòng. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 57 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 đi phù hợp. Rồi phần chuyển động của xe đấy thì được sử dụng full bộ Shimano DOG, một dòng phụ tùng cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, dòng gần như là quốc dân của dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình dòng DOG. Hầu như là bác nào chơi xe thì cũng có biết qua cái dòng này, rất là cao cấp và sử dụng các thứ
rất là mượt sướng. Và xe đang được bán Việt Nam mức giá là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.